Không ăn ốc, ăn tôm mỡ nhá. Vâng. Đây là một quán bún riêu, bún ốc rất là bình thường. Nó nằm rất nhỏ trên vỉa hè phố Đỗ Hành. Quán này nhìn qua thôi là đã thấy cái sự xưa cũ ở đây rồi. Từ cái biển cho đến cái chỗ ngồi, rồi đến cái bếp, cái nồi, tất cả mọi thứ ở đây tạo nên một cái cảm giác rất là xưa cũ, rất là bình dị, rất là dân dã. Mình biết đến cái quán này cũng qua một lời giới thiệu của một chị bạn mà chị đấy cũng rất là lớn tuổi. Nhìn quán như thế này là các bạn đoán ngay được cái tệp khách hàng rồi đúng không? Đó chính là họ hàng gần xa và bà con cuối phố. Khách hàng của quán này sẽ là những người thích sự gần gũi, quen thuộc, ăn vì thói quen, ăn vì kỷ niệm. Hôm nay trời mưa ngồi ăn bát bún riêu ở góc phố này, thật sự là nó hợp cảnh vô cùng luôn. Cái hương vị bún riêu ở đây nó cũng rất là hoài cổ, nước dùng chua thanh. Cho em thêm ít quẩy nhé chị nhá. Không nhìn thấy riêu đâu cả. Tan hết rồi. Em xin. Cái vị chua có vẻ hơi chua, nhưng mà với khẩu vị cá nhân của mình là rất hợp. Mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại quán này và ăn bún ốc. Mình thấy cái nước dùng này hợp với ốc hơn là riêu. Hương vị không quá là đặc trưng hay không quá là xuất sắc, nhưng khi ăn đem lại cho mình cái cảm giác là sạch sẽ. Ngồi ở góc phố này hợp với cảnh này, chị bán hàng vui vẻ nhiệt tình nên ăn ở đây thấy hợp, thấy vui, thấy dễ chịu vô cùng. Lòng vẫn đấy rất là nổi tiếng.